Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ái nữ hạt dẻ diện trang phục khoe vai trần, visual xinh như thiên thần. Ái nữ hạt dẻ nhà MC Quyền Linh sở hữu sắc vóc vô cùng nổi bật, không hề kém cạnh chị gái lợi lem. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, MC Quyền Linh đang tận hưởng hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên doanh nhân Dạ Thảo cùng hai cô con gái. Từ bé, lọ lem hạt dẻ đã được nhận xét là xinh xắn, đáng yêu, cùng thành tích học tập tốt. Trưa ngày 16 tháng 9, con gái út hạt dẻ đăng tải loạt khoảnh khắc diện trang phục váy hồng, khoe vai trần gợi cảm. Ái nữ sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bỉnh với nhiều biểu cảm đáng yêu. Visual xinh xắn, đáng yêu hệt như thiên thần của con gái út nhà MC Quyền Linh cũng khiến dân tình xích xoa, khen ngợi. Visual art xinh xắn từ thiên thần của con gái út nhà MC Quyền Linh. Khác với chị cả lọ lem, hạt dẻ lại ưa chuộng phong cách thời trang, khoe khéo những điểm nổi bật trên cơ thể. Đôi chân dài mướt mắt của con gái út nhà MC Quyền Linh khiến nhân tình xích xa. Hạt dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái út trong gia đình có hai chị em. Khác với chị cả lọ lem, hạt dẻ lại theo đuổi phong cách thời trang khoe trọn vóc dáng nếu như lọ lem gây ấn tượng với visor trong trẻo ngọt ngào thì hạt dẻ lại có phần cá tính sắc sảo và quyến rũ hơn ái nữ hạt dẻ nhà mc quyền linh ưu tiên những trang phục cá tính năng động khoe đôi chân dài mức mắt hoặc phần vai trần gợi cảm mc quyền linh và doanh nhân dạ thảo cho biết đều không định hướng các con theo nghệ thuật mà để lọ lem và hạt dẻ tự phát triển theo sở thích cá nhân nói về con gái hạt dẻ mc quyền linh từng chia sẻ Bé dễ thương chứ không quá đẹp đâu, có lẽ khán giả quý tôi nên mới nâng bé lên thôi. Con bé được cái hiền lành, ngoan, bạn bè của tôi trong giới giải trí, nhiều người ngỏ ý mời hạt dễ tham gia các dự án nghệ thuật, game show nhưng tôi đều từ chối. Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo bên cạnh hai cô con gái.